Đố mọi người máy này là máy gì ạ? À? Nếu mà chúng ta không nhìn thấy mặt trước của nó thì rất là khó phân biệt đúng không? Đây là một cây XR đã độ lên 15 V titan tự nhiên nha. Thì mọi người thấy này, vỏ kích thước cam siêu to siêu rỗng luôn, nó gần như là 95% luôn, và bên ngoài vỏ, viền vỏ nó cũng bo tròn, nó làm phây xước giống với máy xịn khoảng 95% luôn á. Và vỏ này ấy, chỉ là vỏ kim loại, nó làm cho giống titan tự nhiên thôi nha mọi người, chứ không có phải là chất liệu xịn 100% đâu nha. Mình thấy một số bên nó báo là vỏ titan xịn 100%, thật sự là cái giá này làm gì có vỏ titan xịn 100%. Thì làm thế nào mà người ta độ được một cái cây iPhone XR lên iPhone 15 Pro nhá? Và đầu tiên người ta sẽ có một cái bộ vỏ thiết kế của iPhone 15 Pro nha. Và đương nhiên cái vỏ này sẽ do các pháp sư Trung Hoa thiết kế, và nó được làm bằng kim loại có hiệu ứng sức phơi giống như iPhone 15 Pro. Cụm camera thì chúng ta cũng có ba mắt, tuy nhiên sẽ chỉ sử dụng được một cam chính ở phía trên. Cạnh bên thì về cái nút action button thì các pháp sư Trung Hoa cũng không có thay đổi nha, vẫn giữ cái cần gạt rung để sử dụng một cách tiện lợi nhất. Vị trí đèn flash trên con iPhone XR và con 15 Pro nó cũng sẽ khác đi. Và sau khi thay xong và so sánh với con iPhone 15 Pro gốc thì kích thước của con iPhone XR nó sẽ có phần là lớn hơn do cái viền màn hình nó dày hơn. Về màu sắc thì chúng ta có thể thấy nó chuẩn đến 80-90%, nó có cái màu xám xi măng, màu titan tự nhiên. Ở các cạnh viền thì đương nhiên nó làm không đúng là vật liệu titanium. Cho nên khi mà các bạn cầm vào, chúng ta sẽ biết rõ ràng đây là một chiếc máy có khung viền bằng nhôm chứ không phải bằng titanium. Nếu mà để bình chọn cho mẫu XR độ đẹp nhất thì bản XR độ 15 Pro cam to màn phẳng này thì chắc chắn sẽ được giải quán quân ở thời điểm hiện tại nhé. Và trên thị trường hiện tại năm 2024 này thì mình thấy cái giá nó dao động từ khoảng 4 đến 5 triệu một con, mà nhiều cái cửa hàng nó đã độ sẵn. Và sử dụng qua thì mình thấy nó cũng khá là nhạy về các phím, full chức năng luôn, đầy đủ hết tất cả đèn flash, rồi quét face ID, là nó là một cái con iPhone XR gốc, cho nên người ta gán thì người ta chỉ giống như chỉ thay vỏ thôi đó. Cho nên là mọi chức năng các thứ của nó thì vẫn hoạt động bình thường. Đây, và chụp hình thì vẫn đẹp sắc nét như thường. Thì cái máy độ như thế này thì chúng ta có thể thấy được rằng là các pháp sư của chúng ta bây giờ rất là giỏi đúng không mọi người? Nhìn sơ thôi thì đâu ai biết đây là một con iPhone gì đâu, vẫn cứ tưởng là iPhone 15 Pro thôi, cũng rất là đẹp. Nhìn mặt sau về màu sắc thì giống đến 98-99% đó, còn lại khi mà chúng ta cầm lên mới cảm nhận được và chúng ta mới nhận biết được. Chứ còn nếu mà nhìn xa xa thôi á, thì thật ra là chúng ta cũng không thể phân biệt được đâu. Tóm lại thì hàng vài cụ thì không thể là so sánh đến với hàng vài chục cụ được, nhưng mà nếu mà bạn nào cần thể hiện hay là thích phong bạt thì cũng có thể chọn sản phẩm này, cũng rất là đẹp đấy.